Du Chen Muộn, cả Xin và Đào Lê Phương Hoa đều lên xu hướng. Đáng chú ý nhất là động thái đáp trả thẳng thừng khi bị so sánh kém duyên. Ai cũng biết, chiếc trend vũ điệu làng lá khuấy đảo xứ Trung từ bao lâu nay, cùng với đó là background Hai Đi Lao với những bạn nhân viên dễ thương, sẵn sàng trả đáp order của khách. So với các trend nhảy TikTok khác, đây có lẽ được đánh giá là chiếc trend có tuổi thọ khá dài trên cả hai nền tảng Douyin Trung Quốc và TikTok Việt Nam. Cô nàng Xin cũng đã không bỏ qua mà Du Chen với chiếc nón lá đặc trưng của nước ta. Biểu cảm cô nàng khá đáng yêu, hài hước, động tác được đánh giá là dứt khoát, nhịp nhàng. Mặc dù thu hút hơn 5 triệu view, nhưng nàng hot TikToker vẫn than thở rằng điệu nhảy làng lá này khó thật đấy chùi. Còn Phương Hoa có lẽ là người Du Chen khá trễ khi 4 ngày trước mới lên clip. Tuy nhiên với ý tưởng sáng tạo khi quay tại Hai Đi Lao cùng dàn nhân viên nhiệt tình, sản phẩm của cô nàng đã đạt hơn 16 triệu view. Đáng chú ý nhất là bên cạnh những bình luận khen ngợi, một ý kiến so sánh giữa cô và Xin đã được Phương Hoa thẳng thừng đáp trả. Bài này nhảy đẹp mà cuốn ác, nó không bị hờ hớ kiểu Xin. Đào Lê Phương Hoa đã trả lời vô cùng văn minh rằng mình thấy mỗi người một vẻ, một điểm mạnh riêng, không nên so sánh, dễ gây tranh cãi và mâu thuẫn. Vốn lâu nay luôn giữ im lặng và ít khi ra mặt trước vấn đề này, nên câu trả lời của Phương Hoa nhận được nhiều sự chú ý, cho thấy tư duy và thái độ văn minh của mình. Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ cùng TV Trends cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé!